Và bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ ba, Thân phận tứ quý. Bài viết của tác giả Phạm Quang Trình. Sinh viên, học sinh, trí thức nửa vời. Đây là những thành phần tương đối trong sạch, hăng hái, đầy nhiệt huyết, ghét bất công, nhưng lại sợ đi lính đánh giặc, dễ tin và ngây thơ. Trong cuộc chiến vừa qua, phải nói thật rằng các giới sinh viên học sinh trí thức ít được giáo dục về chính trị, nên cũng ít nhận ra được thực chất của Cộng sản bên kia vị trướng 17. Trước mắt họ chỉ thấy những bất công của chế độ Nguyễn Văn Thiệu, nên tỏ thái độ bất mãn chống đối. Thật ra thì đại đa số sinh viên học sinh chỉ lo học hành và chỉ có một số rất nhỏ bị Cộng sản xâm nhập tuyên truyền, móc nối, hứa hẹn để làm tay sai cho chúng. Trước biến cố 1 tháng 11 năm 63, có thể nói là không hề có nạn sinh viên học sinh do ảnh hưởng của Cộng sản móc nối xúi dục nổi lên, đấu tranh chống chính quyền. Có chăng chỉ một số nhỏ ở thành phố có liên hệ gia đình với một vài nhân vật thuộc đảng phái quốc gia, âm thầm chống đối trong các cuộc đảo chính 1960 và 1963. Vì lúc đó, Sở Nghiên cứu Chính trị Phụ Tổng thống với bác sĩ Trần Kim Tuyến và đoàn công tác đặc biệt miền Trung với ông Dương Văn Hiếu đã tiêu diệt hầu như toàn bộ hệ thống tình báo gián điệp của Việt Cộng ở miền Nam. Phải đợi cho đến sau cuộc đảo chính 1 tháng 11 năm 63, khi hệ thống an ninh quốc gia bị phá vỡ và quốc sách ấp chiến lược bị hủy bỏ do lệnh của ông tướng tham Hàn Ngu Dương Văn Minh, và khi một số tù tình báo của Việt Cộng được Đỗ Mậu, Mai Hữu Xuân và Hà Thúc Ký ký lệnh thả vì tham nhũng hay vì áp lực, thì Cộng sản mới có cơ hội xâm nhập phá hoại. Phần lớn các cuộc xuống đường của sinh viên học sinh chống chính phủ chỉ xảy ra ở Sài Gòn và Huế sau vụ Phật giáo Ấn Quang nghe Thích Trí Quang làm loạn ở miền Trung năm 1966, bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa dẹp tan. Một số đã chạy vào bưng theo Việt Cộng. Đến năm 1968, nhân cuộc tổng công kích Mậu Thân do Hà Nội phát động, thì chúng kéo nhau trở lại Huế, làm mưa làm gió, giết hại hàng vạn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Trong trả bao tháng trời, nhân cuộc tổng công kích của chúng bị thất bại nặng nề. Một lần nữa, bè lũ giáo sư sinh viên ngoài Huế như Lê Văn Hảo, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh, vân vân, cùng với Thích Đông Hậu, bà Tuần Chi, tên Việt Cộng nằm vùng và là người tình của Thích Đông Hậu, lại vội vã trốn vào bưng hai ra miền Bắc. Nạn sinh viên học sinh thân cộng ở Huế hầu như không còn nữa, hay không dám xuất đầu lộ diện. Tại Sài Gòn, chúng bắt đầu ló ra từ các trường đại học để tranh đấu chức vụ trong ban đại diện sinh viên và nhất là Tổng hội sinh viên Sài Gòn. Từ tranh chấp nội bộ, gây rối trong các trường đại học, sau dẫn đến chống đối chính quyền, chống đi lính, chống quân sự học đường, đòi quyền lợi, đòi hòa bình, bắt đầu là những mục tiêu do bất công gây nên, sau lan dần qua các lĩnh vực khác, xã hội, tôn giáo, chính trị, vân vân. Số lượng sinh viên học sinh chống đối do Cộng sản giật dây không nhiều, nhưng chúng làm việc có bài bản, có chỉ đạo, được các thành phần khác trong nhóm tứ quý hỗ trợ bên vực, điển hình là Dương Văn Minh và Nguyễn Cao Kỳ, vì không ưa ông Nguyễn Văn Thiệu, đã từng bí mật chứa chấp bao che bọn này về những khuôn mặt đấu tranh. Xuống đường ở Sài Gòn thì nổi bật nhất trong số đó là Huỳnh Tấn Mẩm, Lê Văn Nui, Cao Thị Quế Hương, Trương Thịnh, Phạm Ngọc Cầu, Nguyễn Đăng Trừng, Lê Hiếu Đăng, vân vân. Những trường đại học y khoa, luật khoa, văn khoa thường là nơi xào huyệt xuất phát bọn chúng. Những trường như sư phạm, nông lâm xúc, phú thọ hay quốc gia hành chánh có quy chế đặc biệt học để trở thành công chức sau khi ra trường có việc làm thì hầu như không bị ảnh hưởng. Khoảng thời gian từ 1 tháng 11 năm 1963 đến 30 tháng 4 năm 1975, số lượng sinh viên học sinh bị Cộng sản móc nối dụ dỗ theo chúng không quá vài chục tên, cùng một số sinh viên học sinh hùa theo nhất thời,
Cái dở là chính quyền quốc gia thời đệ nhị Cộng Hòa, với quyền hạn và khả năng lớn như vậy, nhưng đã phản ứng và đối phó thiếu quyết liệt. Còn bọn trí thức nửa vời thì sao? Gọi là trí thức nửa vời, vì tuy chúng có bằng cấp cao, học vị cao, tốt nghiệp từ những trường danh tiếng bên Tây chẳng hạn, nhiều tham vọng nhưng dốt nát về chính trị, ngây thơ và dị tinh, cho nên dễ dàng bị Cộng sản tuyên truyền mua chuộc. Cộng sản không yêu cầu đám này theo chúng hay trở thành đảng viên, nhưng dùng chiêu bài thành phần thứ ba đề cao bọn này nhằm chia rẽ đối phương. Cộng sản đã đánh đúng vào chỗ ngứa, đề cao bọn này rõ ràng không phải là Cộng sản, nhưng cũng không phải là người của chính quyền, nên chính quyền không có lý do gì bắt bỏ tù. Với chiêu bài đó, chúng công khai hứa hẹn thành phần thứ ba sẽ giữ vai trò quan trọng trong chính phủ ba thành phần, gồm chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Mặt trận Giải phóng và thành phần thứ ba. Chiêu bài này quả là ăn khách và rất được bọn cơ hội chủ nghĩa đón nhận. Những tên tuổi như Dương Văn Minh, Lý Chánh Trung, Nguyễn Long, Châu Tâm Luân, Trần Ngọc Liễn, Ngô Bá Thành và một số chính khách thân ấn quan càng ngày càng lộ diện, tự cho là thành phần thứ ba, với hy vọng sẽ nắm vai trò quan trọng trong chính phủ hay hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc. Một thứ chính phủ liên hiệp mà Cộng sản sẽ nắm đằng đuôi. Cộng sản đã lợi dụng triệt để những tên tuổi đó, cùng những tổ chức thân cộng mà chúng nhào nặn ra để tuyên truyền, thổi ầm lên nhằm đánh lừa dư luận. Hãy coi lại những tổ chức mà Cộng sản nhào nặn rồi thổi lên bằng những danh xưng to lớn, kêu la inh ỏi, như cái gọi là Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình của Trịnh Đình Thảo, Lê Văn Hảo, Lâm Văn Tết, phong trào phụ nữ đòi quyền sống của Ngô Bá Thành, phong trào nhân dân cứu đói của Ni sư Huỳnh Liên, ủy ban cải thiện chế độ lao tù của Linh Mục Chân Tín, vân vân và vân vân, xem có bao nhiêu thành viên. Thực chất, tổ chức nào của chúng cũng chỉ có từ một đến vài ba ngoe là cùng, nhưng chúng ra sức tuyên truyền triệt để và thổi ôm lên khiến dư luận, đặc biệt là vua lừng tại các nước Tây Phương, tưởng rằng tổ chức của chúng to lớn lắm, đông người lắm. Trong khi đó, Bộ Thông tin cũng như Bộ Ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa đã tỏ ra yếu kém, nếu không nói là lơ là, trong công tác tuyên truyền của mình, cả về hai mặt đối nội cũng như đối ngoại. Điều đó vô tình đã tạo cho chúng được dịp múa gậy vườn hoang, với bao hậu quả tai hại không lường được cho vận mệnh dân tộc. Nói đến tứ quý là nói đến bốn đối tượng hàng đầu mà Cộng sản nắm tới trong cuộc đấu tranh thường xuất hiện ở các thành phố. Mới đầu chúng hoạt động riêng lẻ, sao vì nhu cầu, có chỉ đạo hay giật dây hay không, chúng có thể tự động liên kết với nhau, dựa vào nhau, hỗ trợ cho nhau, làm nên một phong trào đấu tranh chung. Mặt nổi và quan trọng nhất là báo chí, vì đó là nhịp cầu liên kết và ảnh hưởng dễ dàng với quần chúng, độc giả khắp nơi. Hàng ngày chúng theo dõi báo chí và đo lường mức độ hoạt động. Dân chúng các giới cũng theo dõi báo chí để biết tin tức. Chính quyền dù có chế độ kiểm duyệt lại càng phải theo dõi kỹ hơn. Nếu gặp phải những trường hợp đặc biệt, tất nhiên chính quyền phải thận trọng và dè dặt khi đối phó. Vì động tới các phần tử thầy tu, thì chúng la lên rằng đàn áp tôn giáo. Đụng đến sinh viên học sinh là đàn áp tuổi trẻ ngây thơ. Đụng đến trí thức là đàn áp những người bất đồng chính kiến, không tôn trọng quyền tự do dân chủ. Đụng đến báo chí là đàn áp quyền tự do ngôn luận. Đụng đến các vị dân cử là không tôn trọng quyền bất khả xâm phạm. Hãy coi lại thời đó, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu có dám làm mạnh với mấy tên sư tăng thân cộng thuộc phe ấn quan trong chùa của phe này không? Thích Minh Châu là đảng viên Cộng sản kỳ cựu từ khi du học bên Ấn Độ. Vậy tại sao được Nguyễn Khánh chấp nhận cho về làm viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh? Thích Thiện Minh qua trữ súng trong chùa bị bắt rồi sau lại thả. Hồ Ngọc Nhuận được Cộng sản móc nối khi đi Pháp, sau Trung ương tình báo không tóm cổ, vân vân và vân vân. Tứ quý và mặt trận tuyên truyền của Cộng sản. Như đã nói trên, bọn tứ quý được Cộng sản xâm nhập, móc nối và khai thác triệt để chỉ có từ sau biến cố 1 tháng 11 năm 63.
Cũng kể từ đó cho đến những năm cuối của nền đệ nhị Cộng Hòa, khi chính quyền Nguyễn Văn Thiệu càng ngày càng trở nên yếu kém, nhất là sau khi Hiệp định Paris ngày 27 tháng 3 năm 73 được các bên ký kết, tuy mang danh là Hiệp định, nhưng thực chất đó là bản án khai tử mà Hoa Kỳ đã buộc chính phủ Nguyễn Văn Thiệu phải ký vào để Nixon thắng cử và để Mỹ rút quân khỏi Việt Nam với sự thỏa thuận ngầm trước đó giữa Henry Kissinger với phe Cộng sản. Từ đây, Cộng sản được rảnh tay khỏi phải lo đối phó với pháo đài bay B-52 của Mỹ, từng rải hàng vạn tấn bom xuống trên đầu, khiến chúng muốn buông xuôi đầu hàng. Nay thì chúng được tự do hoạt động tuyên truyền đánh phá Việt Nam Cộng Hòa trên mặt trận thông tin và ngoại giao, nhằm mục đích nâng cao uy tín chúng lên và hạ Việt Nam Cộng Hòa xuống. Adolf Hitler, lãnh tụ Đức Quốc xã và được coi là cha đẻ ngành tuyên truyền hiện đại đã nói, nhờ tuyên truyền chúng ta có thể làm cho người ta tin thiên đường là địa ngục và địa ngục là thiên đường. Cộng sản Bắc Việt đã khai thác triệt để câu nói thời gian ấy khi thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam, cũng như các tổ chức liên hệ của chúng như Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình và cái gọi là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, từ thực chất là những con ma để trở thành những thực thể sống động. Thời Đệ Nhất Cộng Hòa với Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra một cuốn bạch thư tố cáo Cộng sản là Hà Nội là cha đẻ ra công cụ Mặt trận Giải phóng và là thủ phạm mọi phá hoại tại miền Nam. Bạch thư đã được 2/3 thành viên là Ấn Độ và Canada của Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến công nhận. Ngoại trừ Ba Lan là phe Cộng sản thì chống đối, nhưng dư luận quốc tế cũng như quốc nội đều công nhận chính quyền Việt Nam Cộng Hòa với Tổng thống Ngô Đình Diệm là chính quyền hợp pháp, là đại diện chân chính của nhân dân miền Nam. Suốt từ năm 1954 đến 1963, Việt Nam Cộng Hòa đã được hơn 100 quốc gia công nhận, và ngay cả Hà Nội cũng phải thừa nhận điều đó. Đích thân Thủ tướng Việt Cộng Phạm Văn Đồng đã nhiều lần gửi công hàm vào Sài Gòn, yêu cầu chính phủ Ngô Đình Diệm hiệp thương với miền Bắc. Chính phủ Ngô Đình Diệm đã ra điều kiện để hai bên có thể hiệp thương, là Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền và quyền tự do đi lại của dân chúng miền Bắc, chấp thuận cho những gia đình phân cách do hậu quả phân chia Nam Bắc từ Hiệp định Genève 54 được tự do vào Nam đoàn tụ, vân vân. Nhưng Hà Nội không dám nhận, tiếc rằng chính phủ hợp pháp ấy đã bị Mỹ âm mưu lật đổ để thay bằng một chính quyền dễ sai bảo, nên Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành yếu kém, phải hạ mình đứng ngang hàng với con ma được gọi là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hòa đàm Paris. Trong khi đó, nhờ khai thác triệt để về tuyên truyền, Cộng sản Hà Nội và Đàn Anh Nga Hoa đã biến con ma Mặt trận Giải phóng và cái gọi là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành một thực thể đứng ngang hàng với Việt Nam Cộng hòa, để sau cùng Việt Nam Cộng Hòa bị chúng nuốt trọn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong một bài có tựa đề là Vài chuyện mắt thấy tai nghe, phe Cộng sản nghĩ sao về Tổng thống Ngô Đình Diệm, đăng trong tập san của Hội Ái hữu Người Việt Quốc gia Hải ngoại tại Nam Cali, nhân kỷ niệm 50 năm Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa 1956-2006, từ trang 97 tới trang 102, giáo sư Tôn Thất Thiện có nhắc đến bài điểm sách The Year of the Hare của giáo sư Francis Xavier Winter năm 1999 trong tạp chí Ấn Độ World Affairs. Một quan điểm mới về vụ đảo chánh, giáo sư Tôn Thất Thiện đã ghi lại, khi được tin ông Diệm bị lật đổ, Hồ Chí Minh nói với ký giả Cộng sản danh tiếng Wilfried Puget, tôi không thể ngờ rằng tổ Mỹ ngu đến thế. Cũng trong bài viết cho tập san này, giáo sư Tôn Thất Thiện ghi lại cuộc gặp mặt bà Hồ Thị Mộng Chi, một người bạn thân từ khi giáo sư còn du học ở London. Bà Chi là người thân cộng cư ngụ ở Paris, nhưng sau đã vỡ mộng, bà Chi kể lại. Trong thời gian gần đây, tôi may mắn gặp được một người từ Hà Nội mà tôi quen khá thân trước năm 1954
Và cũng rất may, người này là một người hiếm có, đã được chính tay mình nghe ông Hồ nhận định về vụ đảo chánh 1963. Người này tuyệt đối cấm tôi tiết lộ tên trong khi y còn sống, vì đây là một bí mật thâm cung, nên tôi chỉ gọi là cán bộ X. Cán bộ X đã kể cho tôi nghe câu chuyện như sau. Y là một người có mặt tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, xảy ra đảo chánh ở Sài Gòn. Y thuộc một nhóm được ông Hồ cho gặp chiều ngày 2 tháng 11 năm 63. Khi vào phủ chủ tịch, thì ông Hồ đang bận tiếp một phái đoàn gì đó. Y phải đợi ngoài hành lang. Đang đợi thì thấy có người mang một bao thư vào cho ông Hồ. Nhìn vào thấy ông mở thư ra đọc, xong không nói gì, bỏ thư vào túi rồi tiếp tục tiếp khách. Một lúc sau khách đi rồi, ông cho gọi nhóm của cán bộ X vào và nói, lúc này người ta báo cho bác biết là Diệm vừa bị lật đổ. Ông Diệm là kẻ địch thủ ghê gớm nhất của bác, nay ông đã bị loại rồi thì chiến thắng chắc chắn sẽ về tay ta rồi. Lật đổ một nhân vật, một chế độ mà Tập đoàn Cộng sản Việt Giang phải khiếp sợ, để rồi Việt Nam Cộng Hòa phải ngồi ngang hàng với con ma giải phóng. Một công cụ bù nhìn của Hà Nội thì thiết tưởng, không có gì ngu dại hơn bọn đâm thuê chém mướn. Cộng sản sử dụng tứ quý như thế nào? Tứ quý là đối tượng tranh thủ của Cộng sản trong cuộc xâm lăng, nên chúng đã nghiên cứu kỹ càng và dư biết thực chất của bọn tứ quý, để lợi dụng chúng theo từng giai đoạn. Bản chất của tứ quý là tự cao, bất mãn, ngây thơ, ham địa vị, quyền lợi và danh vọng. Giai đoạn đầu chưa chiếm được lãnh thổ và chính quyền, thì Cộng sản ra sức đề cao, tâng bốc, khai thác bất mãn, trụ rê, mua chuộc bọn này. Khi đã thuận theo chúng thì chúng dành cho tứ quý những địa vị cao, những danh xưng rất kiêu trong những tổ chức do chúng nặng ra, mục đích chỉ để tuyên truyền và làm những việc có lợi cho chúng. Những tổ chức này chỉ có danh và không có thực. Bọn tứ quý ham danh được đề cao mặt nổi, trong khi thực chất thì người của chúng nắm trọn quyền bên trong. Tứ quý chỉ là bọn bù nhìn mà không biết. Bọn này đứng làm vị, ngồi chơi xơi nước hay được Cộng sản cho đóng kịch. Nếu bọn này có thắc mắc, Cộng sản giải thích là vì hoàn cảnh chiến tranh nên cần giữ bí mật và giới hạn việc liên lạc. Hãy nhìn lại những tên tuổi nổi của bọn tứ quý như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Huỳnh Tấn Phát, Phùng Văn Cung, Nguyễn Văn Hiếu, Trịnh Đình Thảo, Lâm Văn Tết, Lê Văn Hảo, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hồ Văn Bửu, Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng, vân vân. Trong những tổ chức gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc Dân chủ và Hòa bình, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, để xem bọn này đã giữ những vai trò gì và làm gì. Tất cả chỉ là công cụ bù nhìn và đóng kịch cho chúng, tức Cộng sản Bắc Việt để chúng sai bảo, không có chút thực quyền ngay tại chức trước ngày 30 tháng 4 năm 75. Lúc đó bọn này được đưa vào ở những khu bí mật trong rừng sâu, có nhà tranh, nhà lá để ở, với nhiều tiện nghi hơn bộ đội. Lâu lâu, được Cộng sản Hà Nội bí mật đưa ra miền Bắc hay sang các nước Cộng sản để làm công tác tuyên truyền. Công việc của chúng chỉ có bấy nhiêu. Tại Hòa Đàm Pa Lê, thì Cộng sản Hà Nội đã dàn dựng bài bản đầy đủ, cứ việc nghe theo mà đóng kịch. Rồi sau khi tấn chiếm được miền Nam, bọn này đã làm gì? Cũng tiếp tục đóng vai trò bù nhìn với danh xưng khác, còn thực chất vẫn chỉ là bù nhìn không hơn không kém. Xin điểm mặt một vài tên tiêu biểu trong tứ quý. Trước hết là Nguyễn Hữu Thọ. Cộng sản Bắc Việt phong cho làm Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam năm 1960, rồi Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Năm 1969, sau 30 tháng 4 75, Thọ được phong làm Phó Chủ tịch nước thứ hai trong Chính phủ Cộng sản ở Hà Nội. Một chức phó thứ hai thêm vào mà chỉ dưới chế độ Cộng sản Việt Nam mới có. Thường các nước chỉ có một phó chủ tịch hay phó tổng thống, Cộng sản Việt Nam bày lắm trò, thêm chức phó chủ tịch nước thứ hai vào để Nguyễn Hữu Thọ ngồi chơi xơi nước. Chuyện xảy ra như thế này do người thân của Lâm Văn Tết, phó chủ tịch của cái gọi là
liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình, kể lại cho Đại Đức Nhật Thường và người bạn của người viết nghe. Sau khi Cộng sản tấn chiếm miền Nam, nhóm miền Nam gồm Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Trịnh Đình Thảo, Lâm Văn Tết, vân vân, họp bàn với nhau tại Sài Gòn. Câu hỏi được đặt ra để thảo luận là, nay mai ra Hà Nội họp, nếu Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam hỏi bao giờ thực hiện thống nhất hai miền Nam Bắc, thì trả lời như thế nào? Sau khi bàn qua tán lại, tất cả đồng ý. Nguyễn Hữu Thọ đại diện anh em miền Nam trả lời là sau 5 năm. Chuyện xảy ra đúng như dự liệu. Trong buổi tiếp tân do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản quản đại phái đoàn miền Nam ở Hà Nội, Lê Duẩn, Tổng Bí thư Đảng đã nói, quý anh nghĩ liệu trong bao lâu hai miền Nam Bắc sẽ thống nhất với một chính phủ đại diện duy nhất cho Việt Nam? Nguyễn Hữu Thọ ngay tình trả lời là 5 năm, như đám miền Nam đã đề nghị. Nghe Nguyễn Hữu Thọ trả lời như vậy thì Lê Duẩn mở miệng cười hô hô một cách rất điệu, khiến mặt Nguyễn Hữu Thọ sụ xuống trông rất thảm hại. Từ đó đám miền Nam thất vọng, nhưng câm như hến, không anh nào dám có ý kiến, ý cò gì cả, và bài bản thống nhất của Hà Nội cứ như thế mà tiến hành. Thực tế thì sau ngày 30 tháng 4 năm 75, Hà Nội đã ồ ạt tung cán bộ đảng viên từ Bắc vào Nam, đẩy nắm mọi cơ cấu tổ chức địa phương. Địa phương nào, cấp nào cũng có cán bộ đảng viên gốc Bắc hay Trung vào nắm mọi vị trí then chốt về an ninh quân sự và kinh tế. Thực tế người dân miền Nam ai cũng biết, và chính Trương Như Tản trong hồi ký đã xác nhận điều đó. Còn các cán bộ đảng viên miền Nam chỉ được đóng vai trò thứ yếu hay phụ tá. Thật ra thì các cơ sở đảng và tình báo của Cộng sản ở miền Nam đã bị phá vỡ và tiêu diệt từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa qua phong trào Tố Cộng. Sau này nhờ cuộc đảo chính 1 tháng 11 năm 63, khi hệ thống an ninh ấp chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa bị Dương Văn Minh phá vỡ, nên các cơ sở nằm vùng mới có cơ hội được xây dựng trở lại. Tiếp theo, khi Mỹ rút quân thì Cộng sản Bắc Việt đã tung rất nhiều đơn vị bộ đội vào miền Nam để thay thế đám địa phương đã bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiêu diệt. Chứng kiến thấy việc Hà Nội đưa cán bộ đảng viên từ miền Bắc vào, nắm mọi cơ sở địa phương, nên các anh chị mặt trận giải phóng cay cú lắm, nhưng không dám hé môi. Bây giờ các anh chị mới biết Cộng sản Bắc Việt là bọn chuyên dối trá, lừa bịp và điệu cán, thì mọi sự đã quá muộn. Thực chất như đã nói trên, bọn tứ quý và nhất là mấy anh chóp pu của mặt trận giải phóng miền Nam, hay cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, toàn là những tên ngây thơ đến độ ngu si đần độn. Trương Như Tản là một thí dụ điển hình. Trương Như Tản là con nhà giàu từng được gia đình cho du học bên Pháp, tốt nghiệp xong về nước, có lúc đã làm tổng giám đốc công ty đường Việt Nam tại Sài Gòn. Khi còn học ở Pháp, Tản đã trót dạy nghe Việt Cộng rủ rê và khi về Việt Nam thì bí mật hoạt động cho chúng. Năm 1966, Trương Như Tản bị cảnh sát quốc gia dưới quyền Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan bắt giam ở trung tâm cải huấn Chí Hòa. Sau mấy năm khi Hoa Kỳ cần trao đổi với Việt Cộng, đã áp lực Việt Nam Cộng Hòa mượn Tản rồi thả ra. Tản liền vô bưng và được phong làm Bộ trưởng Tư pháp của cái chính phủ ma cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cho đến 30 tháng 4 1975. Trong buổi diễn binh mừng chiến thắng giải phóng hoàn toàn miền Nam trên đại lộ Thống Nhất trước Dinh Độc Lập ngày 15 tháng 5 năm 75, chứng kiến các đơn vị diễn hành đi ngang qua khán đài toàn là bộ đội miền Bắc mà không thấy bộ đội giải phóng đâu cả. Trương Như Tản đã hỏi Văn Tiến Dũng, các đơn vị bộ đội giải phóng đâu? Thì Văn Tiến Dũng thản nhiên trả lời, vậy thì hai bên đã thống nhất rồi còn gì nữa? Mấy tháng sau, Hà Nội đã thực hiện thống nhất toàn bộ trong một hội nghị mà thực chất là sáp nhập hay khai tử mặt trận giải phóng, đưa vào mặt trận Tổ quốc và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam vào chính phủ Cộng sản miền Bắc. Từ đó Trương Như Tản mới nhận thức được mặt thật của Cộng sản và âm thầm chạy trốn. Ngày 25 tháng 8 năm 78, Tản đã bí mật xuống tàu vượt biển. Hơn một tuần sau thì được tàu hàng Singapore vớt chở tới đảo Galang thuộc Indonesia.
Tại đây, tản sinh ca quỷ cho định cư ở Pháp. Nhờ có thì giờ và được tự do thông thả, tản viết hồi ký bằng tiếng Pháp để tố cáo Cộng sản Việt Nam trước dư luận quốc tế. Tiếp theo là bác sĩ Dương Quỳnh Hoa. Dương Quỳnh Hoa cũng là con nhà giàu được du học Pháp đậu bằng bác sĩ y khoa. Thời gian ở Pháp, Dương Quỳnh Hoa đã bị rủ rê và y thị đã gia nhập đảng Cộng sản. Năm 1957, Dương Quỳnh Hoa về Sài Gòn, vừa làm việc trong ngành y tế vừa làm gián điệp cho Cộng sản. Năm 1960, Việt Cộng cho Dương Quỳnh Hoa với bí danh Thùy Dương, là một trong những thành viên có mặt trận giải phóng. Sau cuộc tổng công kích Mậu Thân năm 1968, Dương Quỳnh Hoa vô bưng được phong làm Bộ trưởng Y tế trong cái chính phủ Ma cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sau 30 tháng 4, khi Cộng sản Bắc Việt đã tấn chiếm miền Nam, liền giải tán chính phủ Ma của Việt Cộng và hạ Dương Quỳnh Hoa xuống hàng Thứ trưởng Y tế. Sau đó ít lâu, Hà Nội lại cất chức và cử y thị làm giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy. Dương Quỳnh Hoa bất mãn, than thở với Nguyễn Hữu Thọ: "Chúng ta chỉ là lũ bù nhìn." Dương Quỳnh Hoa đem trả lại thẻ đảng. Mới đầu Hà Nội muốn cho y thị qua Pháp, nhưng sau khi nghĩ lại thấy nguy hiểm, nên đã bắt y thị phải câm miệng 10 năm. Có lần được một phóng viên ngoại quốc phỏng vấn, Dương Quỳnh Hoa đã không ngần ngại, nói quịch tẹt: "Trong chiến tranh, chúng tôi sống gần nhân dân, sống trong lòng nhân dân. Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem nhân dân như là một kẻ thù tiềm ẩn." Và khi nhận định về bức tường Bá Linh, bà nói, đây là ngày tàn của một ảo tưởng vĩ đại. Cũng trong bài viết của Mai Thanh Tuyết, trên trang mạng do Châu Xuân Nguyên đưa lên ngày 30 tháng 3 2013, còn ghi như sau: "Vào tháng 7 năm 75, Hà Nội chính thức giải thể chính phủ lâm thời và nắm quyền điều hành toàn quốc. Chuyển bà xuống hàng thứ trưởng và làm bù nhìn như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định. Chính trong thời gian này, bà lần lần thấy được bộ mặt thật của đảng Cộng sản và mục tiêu của họ không phải là phục vụ đất nước Việt Nam, mà chính là làm nhiệm vụ của Cộng sản quốc tế, là âm mưu nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á." Vào khoảng cuối thập niên 70, bà đã trao đổi cùng ông Nguyễn Hữu Thọ: "Anh và tôi chỉ đóng vai trò bù nhìn và chỉ là món đồ trang sức rẻ tiền cho chế độ. Chúng ta không thể phục vụ cho một chế độ thiếu dân chủ và không luật lệ. Vì vậy tôi thông báo cho anh biết là tôi sẽ trả lại thẻ đảng và không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong chính phủ cả." Nguyễn Thị Bình theo Cộng sản từ lâu, được cử làm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Giải phóng, sau là Bộ trưởng Ngoại giao của cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, dự hội đàm Paris. Sau 30 tháng 4 được cử làm Bộ trưởng Giáo dục, rồi Phó Chủ tịch nước thứ hai bù nhìn như Nguyễn Hữu Thọ. Tôi nhớ lại những ngày cuối tháng 4 năm 75, tình hình trở nên sôi động ở miền Trung. Trước sức tiến công của Cộng sản Bắc Việt mà Mỹ không hề can thiệp bằng B-52, như họ đã hứa với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, bản đồ Việt Nam Cộng Hòa cứ hẹp lại dần vì chiến thuật tái phối trí kiểu đầu bé đứt to của ông, nghĩa là cứ rút, Cộng quân tiến tới là quân lực Việt Nam Cộng Hòa được lệnh rút dài dài. Lúc đó ở Sài Gòn, người ta đang bàn đến chính phủ liên hiệp ba thành phần. Thời gian đó tôi cũng hay gặp Đại tá Nguyễn Bé để trao đổi tin tức. Đại tá Nguyễn Bé nguyên là chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện CB Quốc gia Vũng Tàu, bị ông Thiệu cắt chức một năm trước vì nghi ngờ nhiều tham vọng và làm việc cho CIA. Đang ngồi liêu biêu ở trụ sở mới của Bộ Xã hội đường Hai Bà Trưng Sài Gòn, do bác sĩ Phan Quang Đáng, quốc vụ khanh khẩn hoan lập ấp kiêm nhiệm, đại tá Bé nói với tôi: "Hiện giờ quốc tế người ta đang chú ý đến vai trò của Nguyễn Hữu Thọ, Thọ có thể được đưa lên lãnh đạo chứ không phải là Lê Duẩn." Hôm sau đại tá Bé lại nói với tôi: "Ê, Nguyễn Thị Bình có nhắn với Nguyễn Đức Thắng rằng các anh ráng giữ lấy Sài Gòn để có chính phủ liên hiệp." 3 năm sau, vào tháng 8 năm 78, khi bị Cộng sản bắt đem biệt giam ở khu AB, nhà tù Chí Hòa tức T-30, hay được gọi ra làm việc, tức là bị lấy khẩu cung với Ba Sơn, chấp pháp cấp bậc trung tá. Trong một lần đấu trí, tôi nhắc lại chuyện Nguyễn Thị Bình nhắn với tướng Nguyễn Đức Thắng
rằng các anh ráng giữ Sài Gòn để có chính phủ liên hiệp. Bà Sơn có vẻ rất quan tâm, liền hỏi lại ai nói. Tôi trả lời, các dân biểu Việt Nam Cộng Hòa nói. Bà Sơn không tin, hắn bảo, cái tin anh đưa ra rất hay. Anh về phòng nghỉ trưa cố nhớ lại cho tôi biết chiều nay. Chiều trở lại làm việc, sau khi cân nhắc tôi nói thẳng. Chính đại tá Nguyễn Bé nói. Bà Sơn trả lời thẳng thừng, anh nói đúng. Rồi dò hỏi tôi có quen Nguyễn Thị Bình không? Tôi trả lời không. Bà Sơn tỏ vẻ thiện cảm và xác nhận với tôi chuyện bà Nguyễn Thị Bình liên quan đến chính phủ miền Nam là có thật. Nói rõ hơn, mâu thuẫn giữa cánh miền Nam với Cộng sản Hà Nội là có thật, và cánh miền Nam đang muốn thoát ra khỏi bàn tay của Hà Nội qua giải pháp chính phủ liên hiệp ba thành phần. Nhưng Hà Nội đã nhanh tay dẹp bỏ mặt trận giải phóng và cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nên đám chóp bu miền Nam như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Trương Như Tảng rất cay cú. Nói chung, tất cả những nhân vật thuộc mặt trận giải phóng, liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ hòa bình và cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, khi bị giải tán hay sáp nhập vào chính quyền Cộng sản Bắc Việt thời chỉ được những chức phó ngồi chơi xơi nước. Tất cả là một lũ bù nhìn, những thành phần nổi tiếng hay tạm được coi là có công khéo đóng kịch cho đảng Cộng sản thì được cho làm đại biểu quốc hội qua chủ trương đảng cử dân bầu. Thí dụ đảng Cộng sản và mặt trận Tổ quốc đưa ra danh sách sẵn 11 người thì dân chọn 10, vì dân chủ của Cộng sản là dân chủ tập trung, đảng nắm hết mọi quyền hành, đảng chỉ ai thì dân bầu người đó. Thành phần ít nổi tiếng hơn thì được cho làm đại biểu nhân dân ở cấp dưới như tỉnh, huyện, thành phố. Vai trò đại biểu là vai trò trang trí, bù nhìn. Khi họp là phải tuân theo lệnh đảng, đảng bảo sao làm vậy. Cả đám nghị gật này chỉ có nhiệm vụ là giơ tay. Bởi thế mà có bài thơ diễu, đảng chỉ tay, quốc hội giơ tay, mặt trận vỗ tay, công an còng tay, nhân dân trắng tay. Chủ trương của Cộng sản trước sau như một là hồng hân chuyên và trí phú địa hào đào tận gốc trúc tận rễ. Đừng tưởng rằng những khẩu hiệu này chỉ áp dụng cho thời kỳ cải cách ruộng đất ở miền Bắc từ 1953 tới 1956. Nhưng là áp dụng triệt để đề xuất trong thời gian Cộng sản cầm quyền từ khi thành lập đến nay, nghĩa là phải tiêu diệt giới giàu có và trí thức. Nếu có dùng thì chỉ dùng giới hạn và giai đoạn khi những thành phần này biết lột xác và đạt tiêu chuẩn là triệt để trung thành và tùng phục đảng một cách thành khẩn. Và nếu muốn được như vậy thì trước hết phải biết chia động từ sở, như Nguyễn Tuân từng tâm sự. Nhìn lại khoảng thời gian khoảng trên 60 năm qua, từ khi Cộng sản nổi lên nắm chính quyền, xem chúng đã áp dụng phương châm này ra sao. Tập thứ ba đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tập cuối là tập thứ tư.